cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan là UCV sáng giá dẫn dắt Việt Nam. Ông Mano Polking, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, cũng là một trong những gương mặt sáng giá được cân nhắc lựa chọn cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, huấn luyện viên Kim Sang-sik nổi lên như ứng viên hàng đầu cho vị trí thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được cho là sẽ gắn bó với những chiến binh sao vàng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, danh tính tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia vẫn chưa được xác định. VFF vẫn đang trong quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng những ứng viên tiềm năng bên cạnh huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong những diễn biến mới nhất, danh tính hai nhà cầm quân tham gia cuộc đua tranh ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cũng được tiết lộ. Theo nguồn tin của Bóng Đá Pool, một trong hai ứng viên tới từ Nhật Bản và người còn lại mang quốc tịch Đức Brazil. Với dữ liệu kể trên, người hâm mộ có thể đoán ra một trong hai ứng viên là huấn luyện viên Mano Polking, cựu thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Polking là một trong ứng viên vào chung kết cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Thực tế, thời gian qua, ông Polking cũng liên tục bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức Brazil tự tin với sự hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á và bóng đá Việt Nam. Ông sẽ có thể giúp đội tuyển Việt Nam gặt hái những thành công trong thời gian tới. Ông Polking đã khẳng định được tên tuổi khi hai lần dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup. Nhà cầm quân này được đánh giá hội tụ mọi yếu tố về chuyên môn, kinh nghiệm và sự am hiểu về bóng đá Đông Nam Á để trở thành thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, khúc mắc lớn nhất có thể ngăn cản huấn luyện viên Polking dẫn dắt đội tuyển Việt Nam liên quan đến vấn đề lương bổng, chế độ đãi ngộ. Nhà cầm quân hai quốc tịch Đức Brazil mong muốn nhận một mức lương khá cao cùng ekip trợ lý hùng hậu nếu nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.